Thưa quý vị, đã có biết bao tấm gương sáng được nhiều người truyền tụng về nghĩa tình thầy trò. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn mời quý vị ghé thăm một lớp học tại Trung tâm Bảo trợ Nạn nhân Chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng, cơ sở Thanh Khê, để cùng gặp gỡ với một thầy giáo đặc biệt. Vâng, đó chính là anh Trương Tấn Dũng, người mà các em tại trung tâm đã trìu mến gọi bằng thầy. Bởi bục giảng hàng ngày của thầy xoay đều theo những vòng quay của chiếc xe lăn, nhưng thầy đã làm điều phi thường để giúp đỡ cho trẻ em bất hạnh, truyền cảm hứng sống cho các em tại đây. Đã 10 năm qua, cứ đều đặn hàng ngày, dù trời nắng hay mưa, anh Trương Tấn Dũng vẫn ra khỏi nhà trên chiếc xe máy điện cũ kỹ như thế này để đi một quãng đường hơn 7 km từ nhà đến Trung tâm Bảo trợ Nạn nhân Chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng tại cơ sở Thanh Khê. Và khi đến được trung tâm, anh lại phải nhờ sự hỗ trợ của các em học trò giúp sức để chuyển sang ngồi xe lăn, rồi sau đó mới lên lớp. Và đây là lớp học do thầy giáo Dũng phụ trách. Những học sinh đặc biệt, phương pháp truyền đạt của thầy và trò cũng đặc biệt. Thầy giáo phải lăn những vòng xe đến tận nơi, cầm tận tay chỉ cho các em từng chút một, bởi các em lớn lên không được bình thường như bao trẻ khác. Và dù không biên chế giáo viên, nhưng ở trung tâm, các em này luôn trìu mến gọi anh Dũng bằng thầy giáo Dũng. Thầy Dũng dạy con gì? Thầy Dũng dạy ngôi nhà với đồng hòa, với sơ kèo, với đồng hương. Con thương thầy Dũng thì con phải như thế nào? Ngon ngon rồi. Con rất thương thầy Dũng. Thầy Dũng dạy con hát và em viết chữ. Cái công việc của anh là đối với trung tâm thì anh rất là năng nổ, nhiệt tình, lúc nào cũng hoàn thành nhiệm vụ. Và đối với các bé thì các bé rất yêu thương với anh. Anh cũng gắn liền với trung tâm này từ năm 2007 đến bây giờ, thì các cháu rất là thương yêu anh. Với thầy giáo Dũng, ban đầu đứng lớp tại trung tâm cũng gặp muôn vàn khó khăn. Lớp học không giống hình dung ban đầu của anh, vì phần lớn học sinh trong lớp này đều ở trạng thái tâm lý thiếu hòa đồng, cộc cằn và hay nổi nóng. Ngay cả việc ngồi giữ trật tự trong lớp cũng là cuộc chiến. Vì vậy, đôi khi rất mệt mỏi, nhưng thầy Dũng vẫn nhẫn nại đứng lớp dạy các em. Lúc đầu mình mới vào thì thật sự là rất là vất vả. Có lúc mình nghĩ là mình nghĩ làm, nhưng mà qua một thời gian mình kiên trì thì mình cũng thấy quý mến các em hơn. Và mình đã làm ở đây cũng chục năm rồi, cho nên chắc là những cái khó khăn cũng sẽ đã vượt qua. Thời gian khó khăn cũng đã vượt qua, cho nên mình đã làm đến bây giờ. Và mình cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ chọn công việc khác, và mình gắn bó với các em. Khi lên 2 tuổi, trong một trận sốt nặng, anh Dũng teo dần tứ chi, và kể từ ngày đó anh trở thành tàn tật. Tuy nhiên, những tháng năm tiếp đó, với nghị lực vượt khó không đầu hàng số phận, và ngày hôm nay khi được làm việc tại trung tâm này bên các học trò thân yêu của mình, thì đây quả thật là một niềm hạnh phúc, bởi anh luôn tâm niệm rằng được sống đã là một món quà rồi. Mình cũng mong muốn là mình sẽ mở một cái xưởng lớn để có thể đưa các em có khả năng về làm, để cho các em có một nguồn thu nhập. Vì các em cũng đã lớn, nhưng mà các em cứ dựa vào gia đình và dựa vào trung tâm, chẳng mong là sẽ có chiếc xe khác để đánh dạy các em thường xuyên hơn. Vì chiếc xe đó nhiều lúc là nó hư rồi. Có lúc mình cũng đã từng gãy chân vì chiếc xe đó. Tạm biệt thầy giáo Dũng, tạm biệt những học trò đặc biệt thân yêu của anh trong giai điệu ấm áp của bài hát Bụi Phấn, cùng các món quà do chính các em làm nên để dành tặng cho thầy giáo của mình nhân ngày lễ của các thầy cô giáo 20 tháng 11. Chúng tôi tin rằng đây chính là động lực, là sức mạnh để anh tiếp tục viết nên câu chuyện về nghị lực sống mạnh mẽ, tiếp tục làm điều phi thường để giúp đỡ cho trẻ em bất hạnh, truyền cảm hứng sống đến cho những thế hệ sau.